Xin chào các Exile đã quay trở lại với video mới nhất của Parallax Gaming. Hôm nay là thứ hai đầu tuần cho nên mình sẽ ra một cái video về tâm sự PoE như tuần trước nha. Trước hết thì mình muốn cảm ơn các huynh đệ và tỉ muội, các Exile và các anh em đã ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Hiện tại mà mình đang làm cái video này thì kênh của mình đã đạt được 326 subscribers rồi. Mỗi lần mà mình ra một cái video mới thì nó sẽ đem về cho mình đâu đó khoảng 10 đến 20 subscribers. Cho nên mình ước gì mình có thể ra video mỗi ngày để có cái mà anh em có thể xem và kênh của mình cũng phát triển nhanh hơn. Nhưng YouTube chưa phải là công việc mà mình có thể làm full time. Cho nên hiện tại thì mình chỉ có thể ra 2-3 video mỗi tuần thôi. Mình đang cố gắng đáp ứng những cái yêu cầu của anh em về những video hướng dẫn. Cho nên nếu anh em còn hướng dẫn về cái phần mechanics nào ở trong game thì cứ comment ở phía dưới nha. Rồi mình sẽ cố gắng tìm hiểu và nếu mình nhắm mình làm được thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái chủ đề đó. Path of Exile còn nhiều mechanics mà mình chưa đụng tới lắm như là crafting nè. Lý do mà mình chưa làm một cái video hướng dẫn về crafting bởi vì mình chưa có tự tin cho lắm. Bởi vì bản thân mình khi mà mình chơi mình cũng ít khi craft lắm. Một phần là vì mình lười. Một phần khác là mình muốn có ngay thôi. Crafting thì bạn còn phải có kiên nhẫn. Cho nên khi mà mình chơi á thì thường mình sẽ lên trade để mà tìm ra cái món đồ đó và mua nó thôi, chứ mình ít khi nào mà craft lắm. Thường nếu mà mình craft thì mình sẽ để lên một cái bench và mình sẽ thêm một cái prefix hoặc là suffix nào đó thôi. Hoặc là mình sẽ dùng một cái blessed orb để mà mình roll ra một cái implicit mà nó có con số nó hoàn hảo, nó perfect trên một món đồ. À, có một cái nữa, gần đây thì mình hay craft những cái cluster jewel. Sau khi mà mình làm cái video về cluster jewel lúc trước đó thì các anh em vô và comment và chỉ ra là mình hiểu sai hoàn toàn về Cluster Jewel. Cho nên mình đã tìm hiểu rất là nhiều. Và mình đã biết là craft Cluster Jewel nó rẻ hơn rất là nhiều so với lại mua nó. Và anh em đã chỉ cho mình một cái website gọi là PoEDB, là PoE Database đó, để mà mình biết ra những cái mod mà mình có thể roll ở trên một cái Cluster Jewel. Thì dựa trên những thông tin này thì mình cứ sử dụng Orb of Transmutation, Orb of Alteration, Orb of Augmentation, Orb of Scoring và Regal Orb để mà craft ra một cái Cluster Jewel mà mình đang còn thôi. Nhưng có đôi lúc những cái mods mà mình còn thì roll hoài mà nó không có ra. Cuối cùng thì mình vẫn lên trade và mua thôi, để đỡ tốn thời gian và đỡ tốn currency, là tiền tệ đó các bạn. Trong mùa Delirium League này thì cho tới thời điểm hiện tại thì mình đã chơi được 3 nhân vật rồi. Đầu tiên thì mình có chơi nhân vật sử dụng Arcmine, tiếp theo đó thì mình chơi nhân vật sử dụng Cyclone, và rồi hiện tại thì mình đang sử dụng nhân vật sử dụng Flicker Strike. Hôm nọ thì có một anh em ở trên Facebook comment vào cái video livestream của mình và hỏi là đã hoàn thành cái Atlas chưa mà sao thấy cứ đổi nhân vật miết. Thì thú thật là chưa, mình chưa có hoàn thành cái gì hết á. Nhưng mà lý do mà mình cứ đổi nhân vật miết bởi vì mình cứ thấy cái build nào mà mạnh và có nhiều dam thì mình muốn chơi theo thôi. Mình đã từng nói trong những cái video trước đây là mình chơi cái game này chủ yếu là để cho vui thôi. Kiểu thấy cái build nào mạnh thì cứ chơi cho vui, chơi cho biết. Và sau đó thì mình mới nghĩ tới hoàn thành cái Atlas hoặc là hoàn thành những cái challenge ở trong cái mùa đó. Và mình nghĩ là để mà hoàn thành những cái challenge ở trong cái mùa đó thì mình làm những cái challenge đó ở cuối mùa nó sẽ rẻ hơn là làm những cái challenge đó ở đầu mùa. Bởi vì ở đầu mùa thì sẽ có nhiều người làm hơn và những cái món đồ mà mình cần á, người ta sẽ bán mắc hơn. Cho nên thường thì mình sẽ chờ tới gần cuối mùa để mà mình làm thì nó sẽ rẻ. Và mình nghĩ là ở cuối mùa thì sẽ có nhiều người giúp mình hơn. Bởi vì khi đó thì họ đã làm xong những cái challenge của họ rồi và họ cũng rảnh rồi. Khi đó mình làm những cái challenge thì họ sẽ có thời gian để mà chỉ mình và giúp mình. Cho nên các anh em newbie mà không biết làm những cái challenge và lười y như mình thì hãy làm những cái challenge ở cuối mùa nha, đừng có làm ở đầu mùa. Đó là một cái mẹo lớn nhất về challenge mà mình có thể chia sẻ với các anh em. Trở về phần nói về các nhân vật mà mình đã chơi thì nhân vật sử dụng Flicker Strike là nhân vật mạnh nhất mà mình đã từng chơi luôn á. Bởi vì hai nhân vật trước đó mà mình chơi thì mình coi ở trên Path of Building á thì dam của nó chưa tới 1 triệu nữa. Nhưng mà nhân vật sử dụng Flicker Strike này của mình, mình check ở trên Path of Building thì dam của nó đã hơn 8 triệu và hiện tại nhân vật này thì đang ở level 89. Mình thấy có nhiều build có dam tới trên 10 triệu, 20 triệu cũng có. Chắc là phải đầu tư rất là nhiều tiền tệ để mà lấy được cái con số dam khổng lồ đó. Nhưng ở con số damage 8 triệu này của nhân vật mình thì mình nghĩ cũng được rồi. Mình chưa có thử giết Sirius hoặc là Dissimulacrum, nhưng mình sẽ thử và mình sẽ livestream luôn ở trên cái Facebook page của mình.
Bạn nào mà chưa follow và like cái Facebook page của mình thì hãy follow và like nhé. Mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả. Rồi nói lại về phần làm video hướng dẫn thì có một điều này mà mình cảm thấy rất là hay. Có một lần một bạn ở trên nhóm Path of Exile nhắn cho mình rằng là cái game Path of Exile này nó rất là khó chơi. Những bro mà chơi lâu năm rồi á và rất là rành về cái game này rồi đó, thường thì những bạn đó sẽ giữ im lặng và ít có chia sẻ gì lắm. Còn những người mà không biết nhiều về game như mình thì lại thích làm những cái video hướng dẫn. Thì mình thấy bạn đó nói cũng đúng, nó không có gì sai cả. Thì thực tế ngoài đời cũng vậy mà, đúng không các bạn? Những người nào mà thành công và giàu rồi thì có bao giờ mà họ rảnh mà họ đi chỉ lại những người mà họ không quen làm những cách mà để mà làm giàu không? Trừ khi là họ được mời và họ được trả tiền để mà chỉ lại. Quay lại về chủ đề làm video hướng dẫn thì mình thấy nó hay ở chỗ này. Hai cái video hướng dẫn mà mình đã làm và mình sẽ thừa nhận với các bạn luôn là mình không có biết nhiều về cái lĩnh vực đó, nhưng mà mình vẫn làm cái video hướng dẫn đó. Đó chính là cái video về Cluster Jewel và cái video gần đây nhất đó là về Path of Building. Thực ra thì mình cũng có tìm hiểu trước khi mà mình làm những cái video hướng dẫn đó để mà thông tin nó không có sai nhiều quá. Nhưng mà vẫn có những thông tin mà mình chưa có biết đến hoặc là mình hiểu sai về nó. Thì khi mà mình đăng những cái video hướng dẫn đó thì mình đã nhận được những cái comment mà không phải là chỉ trích hoặc là ném gạch gì đâu, mà chỉ là một phần góp ý từ các anh em mà đã chơi lâu năm rồi thôi. Thì các anh em đã chỉ ra là cái thông tin nào là sai, cái thông tin nào là đúng, và sẽ cho mình thêm những thông tin mà mình cần phải tìm hiểu để mà mình có thể biết thêm về lĩnh vực đó. Thì cái hay mà mình nói đến là ở đó đó các bạn. Các anh em mà chơi rành rồi không phải là họ không muốn chia sẻ, họ rất là sẵn sàng để mà chia sẻ và giúp đỡ những người mà newbie như mình. Cho nên từ những cái video hướng dẫn mà mình làm thiếu thông tin và sau đó các anh em góp ý thêm thì mình đã hiểu nhiều thêm về cái lĩnh vực đó. Ví dụ như là cái video vừa rồi mình làm hướng dẫn về sử dụng Path of Building đi, thì mình đã không biết là nó đã ra một cái phiên bản mới gọi là Community Fork. Khi mình đăng cái video hướng dẫn đó lên những trang Facebook của Path of Exile Việt Nam thì nhiều anh em đã comment là hãy nên sử dụng Fork đi. Cái mà mình hướng dẫn đã là lỗi thời rồi. Thì sau đó mình mới tìm hiểu lại là cái phiên bản Fork mới là cái phiên bản mới nhất. Cho nên sau đó mình mới tìm hiểu và làm thêm một cái video để mà hướng dẫn anh em install cái phiên bản mới. Cái video mà mình hướng dẫn về install Fork thì mình đăng ở trên Facebook chứ mình không có đăng ở trên YouTube. Cho nên anh em nào còn hướng dẫn về phiên bản Fork của Path of Building thì hãy lên Facebook của cái kênh này mà xem nha. Quay lại chủ đề thì mình nghĩ là nếu mà mình không làm những cái video hướng dẫn đó thì các anh em mà chơi rành rồi đó sẽ không có cơ hội để mà chỉ ra những cái nào mà mới, những cái nào mà mình nên biết. Cho nên mình nghĩ là mình làm video hướng dẫn thì nó sẽ không chỉ là giúp các bạn không, mà ngược lại nó còn giúp mình nữa. Nếu không có cái video mà về Cluster Jewel thì mình sẽ không biết về cách để mà craft Cluster Jewel như bây giờ. Và nếu không có cái video hướng dẫn về sử dụng Path of Building thì mình nghĩ tới bây giờ mình cũng sẽ không biết về cái phiên bản mà Community Fork luôn. Cho nên mình rất là biết ơn những anh em mà đã vào comment và đã chỉ ra tận tình cho mình những cái chi tiết mà mình còn nên biết. Và từ đó mình có thể sử dụng những cái thông tin đó để mà chia sẻ với lại những anh em newbie khác nữa. Mình luôn luôn cố gắng làm những cái video hướng dẫn mà đầy đủ thông tin cho các anh em newbie xem, để các anh em newbie có làm theo thì cũng sẽ không có bị sai hoặc là mất thời gian. Nhưng nếu mà mình làm những cái video hướng dẫn mà có sai ở phần nào hoặc là thiếu thông tin thì mình nhờ các huynh đệ chơi lâu năm hãy vào phần comment và chỉ ra cái điểm sai đó nha. Mình xin cảm ơn trước. Và rồi, video tâm sự tới đây mình nghĩ là cũng đã đủ dài rồi ha. Không biết anh em nghe có chán chưa? Chắc mình nói lòng vòng mà nãy giờ anh em cũng đã chán rồi ha. Cho nên thôi mình sẽ kết thúc video ở đây. Xin đa tạ các huynh đệ và các tỉ muội đã lắng nghe và theo dõi. Và đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách là bấm cái nút subscribe ở phía bên dưới và bấm vào cái chuông kế bên để YouTube thông báo cho các bạn khi mà mình ra video mới. Nhân tiện thì đừng có ngại mà bấm vào cái nút like đó luôn nha, bởi vì nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào và tạm biệt. Oh yeah.